tôi là Minh Hoàng, phóng viên báo Sinh Điêu. Hiện nay tôi đang ở đứng vực Bình Sơn thì bão số 9 đang đổ bộ vào đây. Và theo thống kê của ban chống lụt bão của Quảng Ngãi thì hiện nay đã có 2 người chết và ít nhất là 6 người bị thương do bão số 9 gây ra. Và các bạn có thể nhìn xung quanh đây thì có thể thấy nhà dân bị tốc mái và cây cối, bây giờ là gió rất mạnh và giật gầm rú liên hồi.